à? Mà nói anh không hiểu. Bạn tôi đã nói là không thích đàn ông rồi. Bởi vì... À mà Tuệ Lâm này, tao không hiểu những điều mày nói cho lắm. Nhưng mà tao nghĩ là mày nói đúng đấy. Tao nghĩ là người đấy sẽ xuất hiện sớm thôi. Nhưng mà nếu như người đấy không xuất hiện ý, thì về đây tao lo. Ông trời không đánh mình, nhưng mà đánh trúng người khác rồi. Mình phải mau chóng cứu cô ấy mới được. Không được. Giờ mà bắt cô ta theo, thế nào cũng bị công an tóm ra mà xem. Rồi lúc đấy lại bị đổ tội giết người thì làm sao nhỉ? Không được. Mình phải chuồn thôi. Ai trong trường hợp này cũng sẽ xử lý giống mình thôi mà. Tôi cứu được chưa? Đừng mà đánh nữa. Bậy nha. Này. Chết thật rồi. Chết thật rồi thì mình biết làm nào bây giờ? Không được. Nhân cơ hội này phải trốn ngay chứ không có ai nhìn thấy. Mặc oan, cô nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không thanh minh được. Ông trời ơi, không có nói đạo lý không đấy. Việc gì cần làm tôi làm hết rồi, gì nữa. Không có ta chết rồi đâu. Tôi xin ông đấy, buông tha tôi đi. Cô chết rồi thì chết luôn đi, biến thành zombie làm cái gì. Đừng có mà cắn tôi đấy, tôi không có thành zombie đâu. Này, có khi nào tự nhiên nó dậy, nó cắn mình không nhỉ? Là cô ta tự rời sau vòng tay của tôi đấy nhá. Tôi đi đây. Cuộc đời này đôi khi muốn đóng vai phản diện cũng khó, cứ ép người ta làm người tốt cơ. Gọi cái gì rồi này cũng biết đó. Alo, mày về nhà chưa? Cái loại mày còn quan tâm đến tao à? Đương nhiên rồi, tại sao lại không? Nhăn nhở. Mà sao giọng mày thở hổn hển thế? Hay là vận động mày với thằng nào đúng không? Vận động thì đã tốt. Chẳng qua tao đang cõng. Cái gì? Tao đang đi tập thể dục nhá. Cái gì? Tập thể dục á? Làm gì tập thể dục cái vào cái giờ này? Mày lại rảnh quá đấy. Mà mày gọi tao giờ này có việc gì đấy? Thì... nhớ thì gọi thôi. Bóng lửa. Cái loại mày mà nhớ đến tao à? Bỏ tao đi về trước á. Quý phi như mày ấy, có ngày tao nhốt vào lãnh cung ấy. Được thôi, nhốt vào lãnh cung như thì lại càng có cơ hội ung dung làm loạn. Thế thôi nhá. Chậm đi về đây. Sổ mi sao? Đâu là bờ vai thiên nga của mình nữa. Nặng chết đi được ấy. Lung linh đẹp xinh
em như nắng tiên từ trong bức tranh em đêm đắm. Công nhận cô ta xinh đẹp thật đấy, lúc nãy trời tối nhìn không rõ, vẻ đẹp cứ y như là nữ thần ấy. Mà quần áo cô ta bẩn hết rồi, lên cái thay bây giờ nhỉ? Mà thôi, lấy đồ của mình thay cũng được. Nhưng mà cô ta to như của mình thì phải. Mà đâu biết được nhỉ? Hàng fake với cả hàng out bây giờ lẫn lộn, phải check mới được. Bậy 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 nhỉ? Mình là gái nguyên chất cơ mà, sao làm thế được nhỉ? Nhưng mà mình chỉ thay đồ cho cô ấy thôi mà. Nữ thần, tôi tới đây. Tựa như ban mai dịu em, em rơi ấm con tim đầy giá băng. Nhẹ nhàng thôi, chậm chậm thôi, em mới đừng đi quá vội. Mềm quá. Sáng rồi à? Vẫn chưa tỉnh cơ à? Hả? Tôi chết rồi! Con Lam ơi! Nếu cô dậy thì tự ăn đi nhá! Tôi phải đi làm đây! Tuổi Lâm. Ủa em làm gì mà như người mất hồn nhỉ? Sắp đến giờ rồi đấy, mặt mũi phải tươi tỉnh lên. Em không sao đâu. Mọi người đến đầy đủ chưa ạ? Anh nghĩ là mọi người cũng đến đủ rồi đấy. À, cái tài liệu hôm trước mà anh giao cho em ấy, em chuẩn bị xong chưa để anh thử máy chiếu? Em có mang đây. Em đừng nói anh là tài liệu em... Em quên mang mất rồi anh ơi. Hôm nay là em to tội rồi đấy. Cuộc họp hôm nay là cực kỳ quan trọng, các đối tác cũng đến họp của mình luôn. Thế bây giờ em phải làm thế nào hả? Em còn bản dự phòng trong mail không? Có, anh nhắc em mới nhớ, còn một bản. Còn đứng ở đấy nó đi in đi. Ô, sao lại quay lại đây? Em in xong rồi hả? Không, nhưng mà máy in công ty hỏng mất rồi. Anh nói thật nhé, hôm nay thần hậu đậu đã đổ vào đầu em rồi đấy. Máy in công ty hỏng thì đi xuống dưới đường dưới quán máy in, còn đứng đây nữa. Ờ nhỉ, sao em không nghĩ ra nhỉ? Anh thông minh thật đấy. Này, hả? Anh hỏi thật nhá. Ngày xưa ấy, bằng đại học của em ấy, là em mua đúng không? Anh bị điên à? Em nhá, là em tốt nghiệp đại học bằng chính năng lực của mình đấy, sao mà phải mua? Anh thì lại nghĩ là chẳng có cái bộ giáo dục nào nó có thể đào tạo nổi em hết ấy. Mà không đào tạo nổi nên là chắc là cấp bằng cho xong không nhỉ? Anh Kiệt này. Ừ. Anh có lo
Lo gì? Lo hậu sự cho mình ấy. Tôi không đùa cô nữa. Mà này. Ừ? Mình đâu? Hôm nay nhà nó có dỗ, nghỉ rồi. À, hóa ra là hôm nay có người yêu đi ăn dỗ. Đâm ra là ngồi đây thơ thẩn, cô hồn. Có mà dỗ anh ý. Em với cả nó thì yêu đương với nó cái gì? Tôi làm sao biết được cái hai cô. Thấy cứ thị tẩm nhau suốt. Ai mà biết được là bách hợp hay ngôn tình. Không đùa với anh nữa đâu, em đi đâu. Này, hả? Đi cẩn thận đấy. Vừa mới nói xong. Con làm sao không? Dừng ơi. Tao không cần biết là mày cố ý động đến tao thì mày phải trả giá. Sao? Mày muốn ý kiến à? Đứng bên đây, tao cho mày ý kiến. Được thôi. Cây muốn lặng mà gió chặn đường. Mày thích ý, thì tao chơi với mày. Đứng lại! Tùng, con làm cái gì vậy? Thằng ôn con này nó va vào người tớ. Đã không biết xin lỗi nó còn thái độ. Để cho nó một bài học mà. Mày nói thế mà không thấy ngượng ngùng à? Đấy, có thấy chưa? Tao đã không biết xin lỗi, tao còn ngoan hơn một lần. Đánh cái thôi hay lại đi. Tôi không mang não à? Đây là văn phòng, là nơi có văn hóa. Đúng sai giải quyết một lần nói, giàn xếp với nhau chứ. Đừng có cư xử như kẻ côn đồ như vậy. Đây không phải là chỗ cho cậu khổ báo đâu. Nhưng nghĩ gì cả, xin lỗi đại gia đi. Không bao giờ. Sao tao phải xin lỗi? Nó vào từ trước rồi mà. Người ta va vào cậu là người ta sai. Nhưng cậu đánh người ta thì cậu đúng à? Mau xin lỗi người ta đi. Không. Cậu nhất định không chịu xin lỗi chứ gì? Lúc nãy hắn ta đánh vào chỗ nào của cậu? Không nhìn thấy một bên má còn đỏ ửng đấy à? Cậu định đánh nốt bên còn lại cho nó cân chứ gì? Không còn làm trò nữa đâu. Hai người là một bọn ấy, tôi biết thừa. Cậu làm gì đấy? Cậu... Xin lỗi cậu. Như vậy đã đủ để bù đắp cho cậu chưa? Nếu chưa đủ, cậu có thể đánh mình. Kể từ nay, trong công ty này, ai muốn đọc đến cậu và bước vào xác của mình. Grab lunch. Never ever met a guy so fly. Got me hooked like apple pie. I think I'm falling. Cậu không cần chốt một câu ngầu để mà gây ấn tượng với mình đâu. Cậu nhầm người rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Chợt nhớ ánh mắt của em, long lanh như sương sớm mai. Chợt nhớ bóng dáng của em. Sao lúc đấy mày lại cản tao? Để tao cho nó một bài học. Mày muốn tao phải ăn bao nhiêu cái tát nữa mày mới vừa lòng đây? Nhưng tao chỉ... Chúng ta đến đây để làm việc, không phải để gây sự. Nếu mày muốn đánh nhau thì ra ngoài, tao sẽ không cản mày. Còn nếu mày làm ảnh hưởng đến công việc thì đừng trách tao. Tao biết rồi. Đi thôi. Mọi người đến với buổi họp mặt thường niên của lãnh đạo cấp cao công ty chúng ta ngày hôm nay. Buổi họp mặt duy nhất đặc biệt trong năm và một năm chỉ có một lần. Đặc biệt ạ? Là sao ạ? Đúng vậy. Nói là đặc biệt bởi buổi họp của chúng ta diễn ra trong tháng cô hồn, được gọi là cô hồn họp. Mọi người thấy nó đặc biệt chứ? Vâng. Thôi rồi, tôi không đùa với mọi người nữa. Đến với buổi họp ngày hôm nay, tôi muốn trao đổi với mọi người hai nội dung chính sau đây. Điều thứ nhất,
đó chính là tham dự buổi họp ngày hôm nay có thêm sự có mặt của cổ đông mới trong công ty chúng ta. Xin mời chào các. Chào tổng giám đốc. Chào mọi người. Lại là anh à? Lại là cô à? Có phải mọi người biết nhau? Đâu chỉ biết nhau đâu, mà còn cọ sát vào nhau nữa rồi đấy. Tổng giám đốc à? Cọ sát cơ à? Thế thì càng thân thiết rồi, đỡ phải mất công lòng quen nhau. Giới thiệu mọi người, đây là Trần Phong, giám đốc thiết kế của tập đoàn Trang Company. Và anh Trần Phong đây cũng sẽ giữ vị trí giám sát hình ảnh công ty chúng ta trong thời gian tới. Rất mong được mọi người giúp đỡ. Rất mong hợp tác. Khi trở về cho tôi gửi lời hỏi thăm Tổng Giám đốc Thanh Xuân và Happy nhé. Tôi rất là mong họ. Nếu có dịp, trong thời gian tới, mời Tổng Giám đốc qua thăm tập đoàn của chúng tôi. Sẽ có nhiều điều bất ngờ đấy. Vậy à, hy vọng là vậy. Nào, bây giờ chúng ta quay trở lại cuộc họp. Và điều thứ hai tôi muốn nói cũng chính là nội dung chính trong buổi họp của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid đang diễn ra rất là căng thẳng. Vì thế, tôi đề nghị mọi người khi đi làm nhớ đeo khẩu trang và sử dụng nước sát khuẩn trước khi vào công ty. Và khi sử dụng khẩu trang xong, nhớ vứt rác đúng nơi quy định, tránh vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng môi trường xung quanh. Mọi người nhớ chứ? Giám đốc. Sao vậy Tuệ Lâm? Hình như là chúng ta đang đi sai chủ đề rồi ạ. Công ty chúng ta là công ty truyền thông, chứ không phải công ty môi trường đâu ạ. Ôi chết, tôi nói cuốn quá tôi quên mất. Tôi nói lại. Trước tình hình dịch bệnh đang hết sức căng thẳng. Tôi chấp nhận. Cái gì nữa? Tôi đã nói khác có trước còn gì? Mấy người là cấp dưới của tôi mà quá đáng thế nhở? Nói thì phải có trước, có sau. Có mở mày, thân mày, kết mày. Nói chưa xong cái mở của thân mày đã nhảy mồm người ta rồi. Giờ thì lên đây làm tổng giám đốc đi. Tôi nhường chỗ cho mọi người đấy. Leona, chị bình tĩnh. Ý mọi người không phải là vậy đâu. Ý mọi người không phải vậy. Vậy ý mọi người là như thế nào? Ý mọi người là tổng giám đốc dài dòng đấy. Cậu im ngay. Cậu không nói thì cậu chết. Dài dòng. Chị nghe tôi nói. Ý cậu ấy không phải nói chị dài. Ok, tôi dài dòng thật mà. Tôi rất vui vì mọi người dám nói ra cái sai của tôi như vậy. Và trong công việc, tôi cần một người chính trực để can ngăn cấp trên như thế. Em vẫn dài dòng mà lệch đề tài ạ. À, Tuệ Lâm, cho tôi xin diện tí chứ. Dạ vâng. Theo như báo cáo vừa rồi của công ty chúng ta, doanh thu chúng ta vừa bị giảm 23% doanh số so với quý trước. Nguyên nhân tại điểm sao vậy? Tuấn Kiệt, cậu phụ trách phòng kinh doanh, có lẽ cậu sẽ cho tôi câu trả lời chứ. Thưa tổng giám đốc, thời gian vừa qua thì chúng ta có thụ giảm về doanh số. Cũng bởi vì chúng ta mới tung vào thị trường dòng sản phẩm mới nên khách hàng vẫn mua sắm với một thái độ rụt rè và thận trọng trên tinh thần là trải nghiệm sản phẩm. Nhưng chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng bởi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, cho nên là doanh số của chúng ta là rất là nghiêm trọng nhé. Vậy đây là tình trạng chung rồi thì có phương án nào khắc phục không? Hiện tại thì tôi cũng chưa có phương án nào khắc phục cả. Và hiện tại thì cũng rất đau đầu. Đau đầu à, đúng rồi. Đau đầu rất. Chào mọi người. Có nghĩa là chúng ta bây giờ đang nhìn nhận sai thực tế ạ. Sai thực tế? Không phải Tuấn Kiệt đã giải thích rất là rõ ràng rồi sao? Dạ vâng, đúng là em Kiệt đã phân tích rất là rõ ràng nhưng mà không có nghĩa là đúng. Tổng đốc, mời chị nghe qua ý của tôi xem như thế nào, sau đó thì đưa ra kết luận cũng được. Được, cô nói đi. Đúng là tình hình dịch và sản phẩm mới đã khiến công ty của chúng ta giảm sút, nhưng mà đó không phải là nguyên nhân chính. Thứ nhất, về sản phẩm mới, công ty của chúng ta đã gây dựng được thương hiệu tương đối là lâu đời với những nhà thiết kế sáng tạo và đạo diễn nổi tiếng như anh Trịnh Đức Kiên và Nam Drama điều hành đã được khách hàng rất là ưa chuộng. Bằng chứng là bất kể sản phẩm mới của chúng ta khi đưa ra thị trường đều hết hàng trong ngày 1, ngày 2. Cho nên là nếu nói sản phẩm mới khiến khách hàng rụt rè, điều này không chính xác. Thương hiệu không phải chỉ là lời nói chứ. Cũng đúng. Thứ hai, đối tượng khách hàng chúng ta hướng tới là những người có tiền, cận tầng lớp thượng lưu chứ không phải đối tượng bình dân. Mà nhu cầu ăn uống mua sắm của những đối tượng này không hề giảm bởi dịch, thậm chí là còn tăng bởi vì khi họ không đi làm, ở nhà họ sẽ mua sắm để giết thời gian. Với những gì
từ công ty khảo sát thu thập được thì nhu cầu mua sắm của những khách hàng này đều tăng 30-40%. Cho nên để nói là chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch thì không đúng, mà nếu có thì không đáng kể. Ừ, có lý. Thu Hương, cô nói hay lắm. Vậy theo cô, nếu không vì những lý do này thì vì đâu? Vì đâu á? Điều này đương nhiên là phải hỏi trưởng phòng truyền thông Tuệ Lâm chứ. Tuệ Lâm, còn điều gì cô chưa nói với chúng tôi sao? Sao vậy? Nếu cô không nói được, để cô nói hộ cho nhá. Nguyên nhân chính khiến công ty chúng ta giảm sút đến bây giờ là bởi vì người đại diện hình ảnh sản phẩm của chúng ta dính scandal, lại là scandal không hề nhỏ. Thu Hương, sao vậy? Anh có định bưng bít cho cô ta đến bao giờ nữa? Rốt cục là scandal gì vậy? Là scandal ngoại tình với người đã có gia đình mà còn bị bắt quả tang nữa. Đúng là cô đã bưng bít truyền thông rất nhanh, nhưng mà vẫn để lộ thông tin và hình ảnh trên mạng. Điều này đã khiến cho khách hàng của chúng ta mất niềm tin vào sản phẩm. Mọi người biết đấy, khi đã ghét ai đó thì bất kỳ những gì liên quan đến họ cũng đều bị ghét hết. Và điều này, sản phẩm của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ đang có làn sóng tẩy chay sản phẩm chúng ta nữa. Cái gì? Bao nhiêu scandal cũng dính, sao lại dính phải cuộc này? Cũng biết làm sao nổi. Tuệ Lâm, sao tôi không thấy cô báo cáo gì? Tôi đã nghe lòng thoáng qua cái vụ này, cứ nghĩ đây là chiêu trò của phòng truyền thông. Ai ngờ. Dạ, điều này xảy ra bất ngờ quá. Thế nên là tôi chưa có phương án nào ạ. Bất ngờ quá? Chuyện đã xảy ra được cả tháng nay rồi, bây giờ cô nói là bất ngờ quá. Là cô bị thiểu năng hay là não chưa phát triển? Thu Hương, cô đừng có mặc quá đáng. Tôi quá đáng cái gì? Nếu cô cảm thấy không có năng lực ấy. Thu Hương, tôi thấy cô hơi quá rồi đấy. Cô dùng rất nhiều lời lẽ để chỉ trích Tuệ Lâm. Tôi không biết là kiếp trước cô và Tuệ Lâm có thù hằn gì với nhau không. Đúng, Tuệ Lâm là người chịu trách nhiệm về truyền thông, nhưng không có nghĩa là cô ấy phải trở thành bảo mẫu, bố mẹ hay là quản lý của người mẫu. Nên cô ta không có quyền xem vào cuộc sống cá nhân của người mẫu. Đạo đức của ai kém, dễ bị sa ngã thì người đó phải chịu trách nhiệm, chứ không được đổ trách nhiệm đầu người khác. Tốt hơn hết ý, là cô nhận bước còn lại sẽ hay hơn. Mọi người chờ tự đi. Giờ là lúc nào mà còn cãi nhau hả? Bây giờ tất cả mọi người tập trung suy nghĩ, giải quyết vấn đề này ngay cho tôi. Dạ vâng ạ. Tôi bảo mọi người tập trung giải quyết vấn đề. Tôi bảo mọi người im lặng như thế à? Mọi người đang chờ cho tôi đấy hả? Tổng giám đốc, nếu như không có ai có ý kiến gì, tôi có một phương án, chị nghe thử xem có được không nhé. Ừ, cậu nói đi. Tôi nghĩ vấn đề ở đâu thì giải quyết ở đấy. Vấn đề chúng ta đang gặp phải là nằm ở cô người mẫu. Như vậy thì chỉ cần đưa một cô người mẫu mới lên là xong rồi. Nhưng mà người mẫu đó vẫn còn độc quyền hình ảnh của chúng ta. Chúng ta làm như vậy chẳng phải là vi phạm hợp đồng hay sao? Cô nói vậy sai rồi. Trong hợp đồng hình ảnh bao giờ cũng sẽ có điều khoản người đại diện thương hiệu không được phép làm gì làm tổn hại đến hình ảnh của nhà tài trợ. Trong trường hợp này, chúng ta hoàn toàn có thể kiện cô người mẫu ấy vì đã làm tổn hại đến thương hiệu của chúng ta. Ở đây, chúng ta chỉ chấm dứt hợp đồng. Như vậy là đã quá nhân từ rồi. Tôi nói có đúng không, anh Tuấn Kiệt? Đúng. Biết rằng nói như vậy, nhưng mà người đại diện hình ảnh đã làm cho công ty chúng ta rất nhiều năm, cũng đã có rất nhiều đóng góp. Rồi khi khủng hoảng xảy ra, họ đã mất rất nhiều hợp đồng với các công ty khác rồi. Đã quá khổ sở và điều đứng rồi. Chúng ta làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Bây giờ đã là lúc nào rồi? Bố cô còn nói chuyện đạo lý vậy? Đây là thương trường đấy, chứ không phải là nhà tình thương hay thiện nguyện. Bố cô nói chuyện tàn nhẫn hay không? Tuệ Lâm này, tôi biết cô là người có tấm lòng tốt, nhưng Thu Hương nói đúng đấy. Đôi lúc chúng ta không thể nhân từ được. Cô thử nghĩ mà xem, cách làm này tuy có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng sẽ cứu được hàng nghìn công nhân của chúng ta. Chắc cô cũng không muốn thấy cảnh hàng nghìn công nhân thất nghiệp, gia đình họ sẽ khó khăn và khổ sở như thế nào. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã góp ý. Tôi đồng ý với ý kiến của Trấn Phong. Thế nhưng vấn đề bây giờ là tìm mẫu ở đâu đây? Thu Hương, cô phụ trách về mặt hình ảnh, cô có thể cho tôi vài đề xuất chứ? Dạ, thưa tổng giám đốc,
chúng ta đã làm được với mẫu cũ một thời gian rất là lâu, cho nên là không hề có mẫu backup. Phương án bây giờ của chúng ta là phải tìm một mẫu mới hoàn toàn ạ. Vậy à? Tìm mẫu có lâu không? Tìm mẫu không có, nhưng mà cũng không đơn giản ạ. Bởi vì hầu hết những mẫu nổi tiếng bây giờ trên thị trường đều đang là người mẫu độc quyền cho một thương hiệu nào đó rồi. Cho nên là tìm một người mẫu nổi tiếng bây giờ để độc quyền cho thương hiệu của chúng ta, điều này không khả thi ạ. Tầm khoảng thời gian không có người nổi tiếng thì chúng ta tạo ra người nổi tiếng thôi. Tớ không nói sao ạ? Tạo ra người nổi tiếng nhỉ? Đúng vậy. Có gì mà ngạc nhiên thế? Đây không phải công việc trước giờ công ty chúng ta vẫn hay làm hay sao? Người mẫu hiện tại cũng là do một tay công ty chúng ta đào tạo nên. Vậy thì chúng ta chỉ việc làm việc đó một lần nữa thôi. Tổng giám đốc, nếu như là sẽ lắp một người mới hoàn toàn thì tôi xin đề cử bản thân mình. Chẳng giấu gì mọi người, ở bên trong company tôi cũng là một người mẫu nổi tiếng của công ty. Hy vọng có thể đóng góp sức mình cho công ty ở giai đoạn này. Nhưng mà người mẫu là mẫu nữ mà. Thế thì tôi nghĩ cũng không sao. Nếu như không thể trở thành người mẫu thì với kinh nghiệm model của mình, ngoài việc giám sát, anh ta có thể hỗ trợ làm stylist cho dự án lần này. Đúng đấy. Thôi rồi, dự án lần này ai làm nhận đây? Là tôi ạ. Tôi là trưởng phòng media, cho nên là tôi nghĩ dự án lần này tôi phù hợp nhất ạ. Tôi nghĩ chưa chắc đã phải như vậy đâu. Thu Hương mặc dù là một người có tư duy hình ảnh rất là tốt, thế nhưng mà về kinh nghiệm thì tôi nghĩ là không bằng Tuệ Lâm được. Tuệ Lâm của chúng ta đã có hàng nhiều năm làm việc với thế hệ người mẫu F1, nên là về kinh nghiệm và kỹ năng Tuệ Lâm rất tốt, nên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Dạ vâng ạ, tôi xin đảm nhận dự án lần này ạ. Thôi, mọi người không cần phải tranh giành nhau, ai cũng đều có ưu điểm cả, và một trong hai người đều có thể đảm nhận dự án lần này. Thế này đi, đằng nào chúng ta cũng cần phải tìm một mẫu nữ mới. Vì thế một trong hai người, nếu ai đưa được nhân tố thích hợp đến đây, người đó sẽ đảm nhận dự án lần này và có thể sẽ được thăng chức lên làm giám đốc phòng media. Giám đốc phòng media? Vị trí này quá là cao rồi mọi người. Giám đốc phòng media ạ? Vị trí này chắc chắn là của tôi rồi. Tổng đốc cũng được rồi. Ok. Nếu như không còn vấn đề gì nữa, chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Mọi người có thể ở lại bàn bạc với nhau. Tôi đi trước. Nhìn về nơi phương xa ấy lấp lánh trên bao muôn vì sao. Bài ca năm tháng, vòng tay người trao em mắt mát, mãi đến hôm nay mới hiểu. Đây là con người lươn lẹo. Các bạn hãy nhìn nhá, đây là con người lươn lẹo. Ở đây là ai, nhà anh ở đâu nhỉ? Linh Đàm, Linh Đàm. Ờ, con lươn Linh Đàm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Anh trai. Hi ladies and gentlemen, welcome to Cảm giác nghe. Hello. Hello.